Hi, chào tất cả anh em nha. Thì hôm trước mình có up một cái bài viết lên trên group á, mình nói mình được 91%. Cái một số nhiều anh em nói là cái tỷ lệ mà cái bạo kích của mình đó nè, tỷ lệ bạo kích của mình 91% là cái đó là cái tỷ lệ ảo. Ảo ảo mà gấp 2 3 phần trăm, 2 300% đó anh em. Tỷ lệ ảo có nghĩa là mình chỉ có khoảng ba mươi mấy tỷ lệ bạo kích. Cái đó là những anh em đó là chắc là mới đó anh em ơi. Rồi trong video này thì anh em xem nè, mình sẽ up lượt chiến để coi up lên nổi 100% hay không nha anh em. Thì ở đây mình cũng đã có một số điều kiện rồi anh em ơi. Thì tạm thời ở đây thì bạo của mình nó cũng chỉ nằm ở mức cái mức là mới có 92% thôi. Mình cũng đã cố gắng lắm rồi anh em, cố gắng lắm rồi mà nó không lên được. Thì để úp cái tỷ lệ bạo này á thì anh em phải úp mạch lưng nè, úp cánh nè, úp pháp bảo nè, đấy ba cái này là những cái mà nó sẽ lên rất là nhiều cái tỷ lệ bạo nha anh em. Cho nên là anh em mà thấy, nếu mà có thấy người ta bán cánh á, thì cứ mua đại đi anh em ơi, giá cao cao thì cũng để dành cũng mua luôn anh em, hoặc là sự kiện có cánh thì cũng mua luôn đó, mấy cái đó là rất là quan trọng nha. Rồi để giờ mình úp thử nè. Trước tiên mình được mấy cái cánh đó nè. Nói chung là hôm nay là xui quá anh em ơi, mình ăn quá trời boss luôn mà không được gì hết á. Để mình cho anh em xem bắt vip mình ăn. Hôm nay ăn quá trời bắt vip luôn anh em ơi, mà không được, không ra được cái cánh luôn á. Quá xui luôn. Để coi bắt vip. Bắt một ra. 79 con bắt vip. 79 con đó nè. 79 là con là chính cái ngày hôm nay không có nha. Đấy nè 79 nè anh em thấy không? Đó. Mà nó không ra cánh anh ơi, anh em ơi không ra cái cánh xui quá. Mà anh em đợi mình tí anh em ơi, để mình bán bớt cái này nó quá trời nó nhiều anh em. Quăng 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 quăng. Cho nó nhanh. Mấy cái này là để lên là người ta mua không kịp luôn đó nha anh em. Tại vì mấy cái này trang bị toàn là bậc 10, bậc 11 không à. Lại đăng nhiều không được đó. Rồi, thì cho anh em xem. Cánh của mình thì hôm nay mình có đổi sự kiện nè, mình cũng có nhận cái sự kiện cái cánh nha. Có nhận cái sự kiện cái cánh anh em thấy nè. Hôm nay thì hồi nãy ăn được cái năm con này con bậc 13 hay gì á đấy. Cái này thì nó không có tỷ lệ bạo nhưng mà nó có được 5,6% đó anh em, giảm sát thương 1,5% nữa, sướng cực kỳ luôn ha, quá sướng luôn. Nói chung là lên chừng có được chừng chục cái này thôi mà nâng cấp lên là sướng liền, đảm bảo với anh em tỷ lệ lên 10%, cái này là chắc chắn luôn nghe anh em. Cái này là mình chưa kích hoạt nè, để mình nhắn sử dụng cho anh em xem đó, chưa kích hoạt nè, y nguyên luôn nghe anh em. Nó còn chỗ này thì có thể tăng sao được mà để anh em, cho mình cho anh em xem hết. Nhưng mà hồi tối này đi được hai cái cánh này anh em, có nghĩa là mình treo, khi mình treo máy là được hai cánh này ha, hai cánh này, còn cánh này thì không có nè, hai cánh này là hai cánh cũ. Với hồi tối ăn được không phải gì trăm trăm hai đúng không ta, đúng rồi, cái này 160 đó. Với hồi tối được cái này nè, nói chung là treo được cái này với được bốn bốn hai hai ta như bốn gì đó. Đấy, được cái này. Nói chung là cũng cũng được nha em. Nói chung là cũng có vốn dữ lắm rồi đó. Tại vì vô trong cái tầng tầng thứ 5 là tới 800 ngọc anh em ơi, mình vô xong mình không dám ra luôn anh em ơi, tốn dữ lắm. Anh em mà vô cái mà anh em chui ra cái là thấy thấy là đứt liền. Cái này thì mình không đủ nè, cái này chưa sử dụng được, cái này dùng để tăng sao. Tại mình có lên cái này rồi. Rồi trước tiên mình cái cánh này là cánh sự kiện đây nè, mà quên nữa, mình có cái cánh sự kiện, không lẽ cánh nào ta, mình chưa sử dụng mà nó có cái cánh sự kiện anh em ơi. Cái cánh sự kiện nhận cái thần cơ á, mình mới nhận mà. Ủa sao nó không hiện ở đây ta, nãy mình thấy nó không, thấy nó có hiện mà hình như nằm ở trên hay sao anh em ơi. Đây đây anh em ơi, nó nằm đây anh em ơi, đấy đây là cánh sự kiện nè. Nói chung là cái cánh sự kiện cái cánh sự kiện này giờ thấy nó cong cong nó đẹp nè, còn cái cánh đỏ mình đang đeo thì nó không có cong, nó đi vuông dứt, nó thẳng thẳng quá cho nên mình thấy nó không đẹp cái này. Nhưng mà cái này được 1,6 triệu lượt chiến nha,
triệu sáu lực chiến được 2% HP là nó sẽ trên 1.6 triệu đó, để mình sử dụng này trước đây. 1 triệu, ồ à, 1.9 triệu luôn nha anh em. Mang cái này đi cho nó đẹp, tại vì nó công công anh em, nó có vụ công công nè. Rồi cái này năng sao, cái này năng sao thì nó không có tăng nhiều mà nó cũng tăng được nè. Nãy 92 đúng không anh em, 92 được 2% đó là 94 nè. Cái tỷ lệ chuẩn được 2% nữa nè anh em, nó HP được 1.1% nè, tăng sát thương thêm 0.30 à, không nhiều, chắc được 200 không ta, 242 nè. Rồi tới pháp bảo đó, để mình up cái này trước đi. Cái này tăng sao đúng không, tăng sao thì tăng được tỷ lệ bảo cũng 1.6% nè anh em. Hồi nãy 94 với 1.6 đúng không, bây giờ thêm 1.6 nó là 3.2 là 95 rồi đúng không. Đó, tăng cái đi. Rồi tới cái hồ lô này, để coi mình coi chỉ số nó lại anh em. Tại vì nó có hồ lô nó tăng 5.6% đó, không phải ít đâu. Đấy, tỷ lệ bạo lên 96% rồi anh em ơi. Tỷ lệ bạo lên tính 96.2% mà, nhưng mà quan trọng ở đây mình coi công nè. 3.974 đúng không? 3.974 nếu 5% là nhiêu ta? 1 triệu là nó 5, nó giờ 1 triệu mà 5% bây giờ mình chia ra mình tính ra mình tính miệng cũng không dễ đâu anh em ơi. Hình như là 50 đúng không? 50 hay là 5.000 vậy ta? Để coi 3974 đơn giản vậy đi em ơi. 3974 đi đúng không? Rồi mình vô cái cánh mình sử dụng cái đi. Ủa cái pháp bảo chứ. 3974. Nè 5.6%. Lên 1.3 triệu nữa anh em. 1.3 triệu nó 3974 rồi, mình quay trở lại mình coi liền anh em ơi. Đó anh em thấy không, 3.974.000 giờ 4.128.000. Thì trước tiên mình đã lời được mình đã lời được 128.000 chắc luôn đó anh em đúng không. Tại nãy 3.9 triệu mà chưa tới 4 triệu à, 3.9 triệu mình là một, vậy là mình lời được 134k, tính ra 130k là vẫn ok nè, 5% là quá ngon. Cái game này anh em muốn up lực chiến ngon đó là bắt buộc anh em phải có được mấy cái áo quá, mà có được áo quá anh em phải cài lon à, anh em không có lon là anh em up lực chiến cực lắm. Đấy lên được 1.4 triệu nè anh em, quất có mấy phát lên 4 triệu. Rồi tiếp tục đi anh em, để coi mình sẽ vô tiếp cái mạch luân đi ha. À vô để mình ăn cái này đi, cho mấy cái kia nó bớt lại anh em ơi, quá trời luôn rồi. Đó cái pháp bảo thì cũng không có gì hết chứ, tại vì mấy cái này bây giờ nó lắc nhắc hai mấy không, mà bây giờ anh em lên là tới 100 triệu rồi mà cứ lên 4 cái 4.000 5.000 thì đối với anh em là anh em cũng không có quan tâm cái chuyện này, nó lên được nhiêu thì lên thôi à. Đó nhưng mà cái mình quan trọng là mình lên được cái này, một món trang bị hồng đầu tiên chà 40k nè. Không biết đủ điều kiện lên chưa ta. Ồ không lên là cắn lử luôn. Anh em nhìn thấy nè, khi mình mang mấy cái 11 này vô anh em, mình để mấy cái 11 này đang mình đi đánh boss nha. Ví dụ mình mang mấy cái 11 này khi nào mình đủ điều kiện á, mình đủ điều kiện mình tăng sao luôn nha nó. Còn mấy cái hồng á anh em, mình lên mấy cái hồng mình để sẵn, anh em có điều kiện mình lên mình để sẵn, hình như hồng này nó không đủ điều kiện sao ta. 83 rồi anh em ơi. 83. 88. 93. 98. Nhiều khi tới đây mà còn hơi rung tay luôn anh em, sợ nó thất bại anh em. 98% mà thất bại một cái ha, là lúc đó là trời ơi nói thiệt nha. Mình mà đi mà giữa đường mà gặp mà AD ha, mà nó đi ngoài đường ha, là nói thiệt với anh em là bạch. Không còn một cái gì hết trơn á. Rồi, trước tiên mình sẽ so sánh khi mà lên hồng anh em. Thì ở đây á nè, công thì nó không nói nha, hai cái chỉ số trên mình sẽ không nói, nhưng mà cái chỉ số thứ tư nè. Ở đây nó sẽ có 4 dòng thôi ta. Nó cũng không có thay, nó chỉ thêm thôi anh em ơi. Ví dụ như tỷ lệ chuẩn nè, đúng rồi, tỷ lệ chuẩn 4% nó lên 1% là 5% nè. Tỷ lệ lệch lên 1% nữa nè. Tỷ lệ bạo lên 1% nữa nè. Còn tỷ lệ kháng bạo thì nó sẽ trở thành tỷ lệ kháng bạo nó cũng lên 1%, nó cộng dòng nữa nè em ơi. Như vậy sau khi lên hồng nó sẽ mở thêm một dòng nữa là tỷ lệ phá kích nghe em, nó sẽ mở thêm một dòng nữa là tỷ lệ phá kích. Mà đi coi anh em, sau này mình có nhiều nữa từ từ mình sẽ nào
1% này thì căng lắm nha Năm. Lên nha con. Đó, 53 rồi. À, có một viên hồng luôn anh em ơi. Đó, mình có một viên này luôn anh em, có một viên này để lên hồng luôn. Nhưng mà tạm thời thì mình hết rồi, chắc 2-3 ngày nữa mới có anh em ơi. Thì mấy cái này á thì anh em ăn boss không có đâu, mà anh em phải vô nằm trong boss á, nằm trong boss VIP á. Mình đối với những anh em mà VIP chính trở lên á thì họ dễ ăn rồi, còn đối với những anh em mình chắc là vô bên đó là phải nằm luôn rồi anh em ơi. Thì ở đây để mình xem coi so sánh anh em, tỷ lệ phá kích. Tỷ lệ phá kích thì đầu nó cũng tăng 2% nè anh em, tỷ lệ chuẩn cũng tăng 1 thôi. Chỉ có tỷ lệ phá kích nó tăng hơi cao chí xíu nè. Đây để coi. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Vẫn y gan vậy, hơn 1% thôi nè, một số. Chỉ có tỷ lệ phá kích là nó lên thêm thôi. Còn ở đây tạm thời mình bằng 0 nha. Rồi. Mình sẽ ưu tiên, anh em biết tại sao mình không lên những cái dòng cao không? Ví dụ như á, mình lên cái dòng cao nó rất là khó nè, ví dụ như này nè. Bỏ vô cái thì cái chỉ số điểm này nó lên rất là cao, lực chiến nó cao. Nhưng mà lực chiến này ví dụ anh em biết không? Ở cái lực chiến này nè, là nó hơn cái chỉ số này nè anh em. Đấy, chỉ số đây 10.000 hơn này. Nhưng mà thực chất nó thua về cái này là nó không bằng. Tại vì mấy cái chỉ số phần trăm của anh em gần như không có lực chiến luôn á. Ví dụ như tỷ lệ kháng bạo kích rồi tỷ lệ bạo kích là không có lực chiến nha, nhưng mà tỷ lệ công nha. Ví dụ lên công, lên HP á là mấy cái đó là lực chiến rất là nhiều nha. Tại vì mấy cái này á thì nó không nằm trong mấy cái chỉ số nhiều. Cho nên là mình cũng không ham mấy cái lực chiến này anh em, mình chỉ ham cái chỉ số thôi. Nhưng mà anh em lên cái bậc 6 thì nó rất là dễ lên anh em. Cái bậc 6 nó rất là dễ lên. Còn mấy cái này thì mình để mình đeo vô khi nào mà bậc 6 nó full rồi anh em. Mấy cái bậc 6, bậc 7 mà nó full rồi đó thì mình mới sử dụng lên bậc 10 mình nâng. Còn mấy cái bậc 10 thì mình nâng mình hờ mình để đó thôi anh em ơi. Treo boss thì để đó thôi. Đó, còn cái của mình đã mất tiêu rồi ta. Đây cái 7 nè, bỏ vô lại. Mình không ham gì mấy cái lực chiến đâu anh em ơi, nói thiệt với anh em mình không ham. Ví dụ ở đây cái game này phải nó không giống nha. Ví dụ như anh em lên nè. Đó, lên cái này chính đúng không? 6 đeo vô. Đó anh em vô ghép. Nhưng mấy cái này nè, đó, anh em ghép vô. Anh em ghép vô thì nó lên 2 là nó lên được 3% đúng không? Nó thì nên ghép. Ví dụ tại như nói vậy nè anh em. Mấy cái mà bật nhỏ mà anh em để cái lớn lên á thì nó tăng rất là nhiều. Còn anh em bật lớn mà anh em để mấy cái nhỏ vô nó tăng không nhiều. Đấy. Do nó bật 1, bật 2 cho nên là nó lên nhanh nha nè. Cho nên là mấy cái này tạm thời mình sẽ để đây, nhưng mình sẽ up bậc 9 anh em. Đó, mình để đây đi, mình dùng nó đủ nhưng mà mình không sử dụng nó đâu. Đó, mình lên mấy cái bậc 6 trước nè, ưu tiên mới lên sau mấy cái bậc 6 trước, mình ghép mấy cái bậc 6 trước mới sướng. Đây có 19 cái. Đó, anh em để mấy cái bậc 4 vô nó không tăng được bao nhiêu luôn á. 77. Đó, để cái bậc 10 vô chỉ 82 thôi nè. Để cái bậc 10 lên mà chỉ có 82. Nhiều khi mấy cái này cũng căng lắm nha anh em. Tại vì cái tỷ lệ nó quá thấp. Nó có 80% cũng dễ thất bại lắm anh em ơi. Mà lên một cái là nó phơi tới gúng luôn anh em. Chơi như vậy mình chủ yếu là mình làm cái clip của cái thằng Hồng này thôi. Đó, còn mấy cái này thì mà không quan tâm đâu anh em. Hên xui thôi. Mà quay làm thì quay luôn. Hay quá anh em ơi. Chung là có lên luôn. Đấy anh em thấy lên một cái vậy là để coi cái chỉ số bảo kích của mình sao rồi. Rồi anh em ơi, 98,2% rồi, quá êm. Sau này á, khi mình bất cứ mình mà có cái gì mà động tới cái liên quan đến cái sát thương bảo kích là mình phải úp vô nha nè. Anh em có tỷ lệ bạo kích là nó chỉ phát ra bạo kích, là đánh phát nào ra bạo kích phát đó thôi. Còn anh em quan trọng là muốn tăng sát thương nhiều á là phải có cái sát thương bạo kích nữa mới được nghe trời. Rồi thêm mình như thêm cái này để coi bên mình ghép cái này đủ không ta. 6 lên cái nó đi cho nó an toàn. 20 đúng không? Đó, để vô. 15 82 87 92 97 100 cho nó an toàn anh em ơi. Đối với mình thì không quan trọng đâu, cho nó lên xong cái đi rồi tính. Nhiều khi 99% còn thất bại nha anh em. Đừng có ham chiên cái để giành lại anh em ơi. Lỡ nó thất bại cái cắn lưỡi thiệt á. Quỷ này anh em vô săn boss là vô à. Đấy, còn con viên mà nó cứ mang ra nó hiện lên đây hoài luôn ta.
51% nghe anh em. 6 6 16 71 chơi luôn anh em. Cái bậc 7 này nó hơi thốn nè. Nhưng mà không, nếu mà không có cái bậc 7 này thì không có cường quá được anh em ơi. Ba cái đái cường quá là nó bậc 6 là nó có 203 là ngân à. Thì coi lên không anh em, 70% là nó hơi thấp nha anh em. Anh em tới đây anh em cho mình xin một cái like để mà ủng hộ tinh thần nếu mà có thất bại nha anh em. Rồi anh em, rồi nhấn like đi anh em. Bắt đầu nha anh em. 1 2 3. Vô! Chết ta rồi anh em ơi. Chết rồi. Trời ơi, theo mình thấy mà anh em nghi lắm. Nhiều khi 70% nó cũng dễ chết thiệt. Cái game này khi mà nó ra không ra rồi ha. Trời ơi nó hao một cái 11, mấy cái 10 luôn nha trời. Chua quá anh em ơi. Trời ơi, tại sao ở đây nó còn mấy cái vàng mà nó không nằm trong đây, nó không hiện lên vậy ta? Hay là từ bậc 10? Chắc là nó của thằng này quá. Để thấy có phải này không. Không phải, cái này nó hết rồi. Cái này nằm đâu mà nó thiếu vậy ta? Ủa, vậy là tới đây là bậc 4 nó không đủ điều kiện rồi anh em ơi. Lên tới bậc 6 thường á, là ngày hôm qua là mình ghép bậc 4 nó vẫn còn lên, còn bây giờ bậc 4 hết đủ điều kiện rồi. Rồi, để mình thăng linh. Linh đi coi, lên được 23. Lên anh em thấy không, 0.1% HP với chỉ số chút xíu thôi mà đang lên cực kỳ đấy. 18 32 đấy, cái này hết lên rồi anh em ơi. Nó chỉ đó, nó chỉ còn có thằng, bởi vì mình mới để thằng này vô mình thay thế này em, chứ không mà mình cũng không có muốn để cái bậc 7 lên xài đâu. Còn nếu không là anh em dư mấy cái cục này dữ lắm. Nhưng mà cũng chính vì mà mình để nó lên mà lúc nãy mình xém tí xíu mình cắn lưỡi rồi đó anh em ơi. Anh em thấy đau đớn không? 71% anh em ơi, 71% mà thất bại anh em ơi. Buồn gì đâu á. Tắt mày luôn, lúc này mày hết tác dụng rồi. Cho mày ra ghìa, cho mày ra ghìa. Kìa, nhảy lên cái nữa luôn kìa. Ngự hồn nữa hả? Chà, 104 rồi nha anh em. Để coi sát thương. Sát thương với tỷ lệ này rất là cao rồi đó nha. Anh em im lắm nha. Tỷ lệ phá giáp. Có cái tỷ lệ, có cái thằng tỷ lệ gì ta? Thì tỷ lệ nãy nằm mình có nào 3% ta. Đây, tỷ lệ phá kích nha anh em. Đấy, thì tỷ lệ phá kích là khi lên cao nó mới phá được nha anh em. Còn mà thấp là nó không ấy được đâu. Ghê không, lên tới đây mà còn thấp nè. Tỷ lệ ngự phá, nói chung là phá cái giáp này nè. Đó, phá cái giáp này nè. Tỷ lệ phá, bởi vì nó khó nè. Nếu mà cái ngự phá nào cao là nó ngon. Rồi, tiếp tục anh em ơi, để xem cái gì anh em. Thì ngày hôm nay mình, 4 giờ ngày hôm nay á, mình sẽ có một cái hoạt động mới. Sau khi mình lên đạt cái phi thăng 110 năm, sẽ có hoạt động mới. Thì hôm nay sẽ có đánh nhau. Thì mình cố gắng mình up nhanh cái video này, rồi mình sẽ làm cái video, quay cái video kia anh em ơi. Rồi, cường quá. Cái hoạt động đó là lần đầu tiên mình tham gia luôn anh em. Tại vì ngày qua mình lên mà mình lên trễ quá, mình không để ý. Mấy cái này mình để cho nó đầy đầy chút đi. Ngày thứ 7 mình up luôn anh em. Đấy, ngày thứ 7 mình up luôn. Tại vì ngày thứ 7 mình cố gắng mình up cho nó lên đỏ anh em ơi. Ủa sao có 1% vậy ta? À, ngọc thường 7k. À, lên tới đây mở hết ngọc rồi nè. Level 2, level 1. Trời ơi, level 1, level 2 mà trăm mấy luôn, ghê chưa em. Mặt thánh trang hả? Thánh trang của mình à. À, cái này. Bởi vì mình nhớ mình đâu có cái gì để mặc đâu.
treo máy từ đêm khuya cho tới 11 giờ đó nè, 11 giờ đó mới ra mới được tí đồ gì đó anh em ơi. Không có ra ngoài luôn á, không dám ra ngoài luôn. Có nghĩa là anh em tới giờ treo xong đúng không? Cái anh em ra anh em đánh boss xong cái đi vô ngủ. Ngủ cái canh giờ cái đi ra đánh boss vậy đó. Kiếm linh. Mình sẽ không up lên 11 nha anh em. Anh em cứ up mấy cái này lên bậc 10, ba cái bậc 10 hết đi, đang anh em mở kỹ năng mới nè. Cái đầu tiên thì một cái bậc 10, cái thứ hai thì hai cái bậc 10, cái thứ ba thì ba cái bậc 10 anh em ơi. Cho nên phải yêu cầu phải mở mấy cái này lên đó. Vậy là bậc 5 nè. Tắt. Để mình up mấy cái này hết anh em ơi. Nói chứ anh em cài chai mà một ngày anh em mà không nạp, ngày nào anh em không nạp anh em ngày đó anh em lên chừng 3 triệu 4 triệu được chiến là ngày đó anh em im lắm rồi đó anh em ơi. Nói chung là cũng uy tín luôn đó. Nói giờ hết rồi anh em ơi, chỉ còn có cái đồ giám thôi. Anh em biết không, hồi nãy coi 18 với 6 là 18 với 6 là 24 cái mình mở không ra một cái hồng, một mảnh hồng nào luôn. Sau này mình có mình lượm được hai cái mình tốt quá mình mở luôn thì lại ra cái mảnh hồng. Em thấy chán nó ghê chưa? Cái thiệt chứ. Mấy ngày trước là mình lượm được là ít gì mở ra cũng được 3 4 cái hồng, 5 6 cái hồng đó anh em. Nay thua luôn. Nếu mà trong quá trình chơi thì anh em có cần có thắc mắc gì anh em cứ comment bên dưới nha nè. Cái gì mình biết mình sẽ nói hết cho anh em, mình cũng không có giấu giếm làm gì hết á. Tại vì cứ mình chơi một thời gian là mình phải chuyển game rồi, giấu anh em làm gì đâu. Ai muốn lên được lực chiến thì lên nữa nè, không có giấu giếm gì chứ. Còn nếu anh em mà anh em là dân nạp, anh em muốn nạp giống liếng anh em ít thì anh em phải tính toán làm sao cho nó chuẩn anh em. Nạp thì nạp vô mấy cái ngày nhân 2 và cái mày có sự kiện đâu anh em. Đừng có nạp vô mấy cái ngày mèo chưa tài, nó có mèo chưa tài thiệt nhưng mà nó không được bao nhiêu ngọc hết á. Là anh em nạp nhân 2 thì nó sướng ngọc hơn. Cứ mỗi một ngày cứ mình lên tầm khoảng 3 triệu là ngon, 3 triệu là nó nói chung là uy tín đầy mình luôn. Nói chung là chơi cái game này mà anh em thức khuya quá là còn sáng buồn ngủ chịu nổi luôn á nè. Thà nói thiệt một ngày anh em chơi chút xíu là được à. Nói thiệt với anh em ha, mình cũng để mình treo máy không á, mình cũng không có đi hoạt động gì hết trơn anh em ơi. Từ 12 giờ trưa đúng không, từ 12 giờ trưa thì lúc nào mình đi ăn thiên mệnh á, ăn boss liền server á nè, thì lúc đó mình mới đi hoạt động thôi. Còn nếu không á là để đi vô hoạt động thời gian là tự động nó đi không, nó vô thì vô, nó ra đánh được nhiêu đánh, mình cũng không quan tâm anh em, trước sau cũng đi được hết tầng. Đấy, được một cái đỏ đúng không, hai cái đỏ nè nãy đó, 24 cái, trời ơi, 24 mảnh mà chỉ được hai cái mảnh đỏ mà không được một mảnh hồng nào luôn á em, còn là tím không. Đây là cái cuối cùng, hai cái cuối hợp cuối cùng mình mở ra được một con tím, có con hai con hồng. Đấy, quá chua cay thiệt chứ. Đâu vậy? Có gì đó ta ơi? Không lẽ nằm dưới đây sao? Sao sai gì đó nè. Ơi, tắt ra lên vô lại coi. Ủa sao kỳ vậy ta? Chắc còn ở đây nữa. Đúng rồi, còn ở đây nữa anh em ơi. Mình tưởng nó có nhiều đó chứ. Giờ mà úp mấy cái này là vô thấy buồn ngủ luôn anh em. Úp mấy cái kia là cái tím kia tại thì cũng ba mấy. Coi ghép. Giờ còn món cuối nữa anh em. Còn giờ kiếm ba cái món 4 sao nữa lên được món.
Để coi ta mình quên nữa ta. Con dưới mình có mấy món à? Ở dưới thì cũng phải 6 món sao mới được anh em ơi. Ví dụ 6 món 3 sao. 6 món 3 sao thì mới được 2 món 4. Đấy, 2 món 4 mới lên được món 5, vậy cũng chưa đủ đâu. Rồi, hồi nãy là 100 triệu, 200k, 300k vậy nè. Tính 100 triệu đúng rồi, tính 100 triệu 309 luôn đi. Có nghĩa nãy giờ lên được 6 triệu một chiến nè. Nói chung là cũng khá là uy tín nha. Mình thì chưa nạp anh em ơi, giờ mình nạp nè. Bây giờ mình phải nạp vô, nói chung là có chứ. Mình tận dụng cơ hội hết mức tối đa. Hôm nay có nhân 2 nghe nè. Hôm nay có là nạp đầu nhân 2 cho nên mình quất cái nạp 120 đi. Quất cái thẻ nạp 120 cho nó sướng anh em ơi. Nói chung là mình lấy của nó mình nạp vô cho nó thôi. Ở đây còn nhiêu đây, ngày mai tính tiếp. Chưa, khoan anh em ơi, chút xíu nữa à. Kệ, mình có nhiêu mình cũng chơi nhiêu, có nhiêu mình tận dụng nhiêu thôi anh em ơi. Đấy, vô chợ cái này, vô đây mình bảo phá đúng không? Đó, được 20 ngọc, có đó không anh em? Để coi cái móc nạp này nhiêu ta. Móc nạp này 300 đúng không? 300 hay cao. Mình nạp chỉ có 120 thôi, để coi mình nạp 120 để coi trên đâu ta. Trên shop kim cương nè. Đấy, shop kim cương 300 ngọc, ủa thấp nhất là 300 sao ta. Nạp 300 là móc thấp nhất là 300 vậy không được rồi anh em ơi. Đấy, có 6 ngọc khóa mà nhầm gì đó đúng không? Đó, sử dụng luôn. Mình còn mấy cái vé nạp mấy ca, mấy ngàn, mấy ca luôn. Bây giờ mình không dám dùng, mình bỏ vô kho luôn. Ây da, dùng hàng lọt 120, quá im anh em ơi. Bắt đầu nạp mỗi ngày. Cái game này nó không có ra sự kiện mới gì trơn ta ơi. Nó có mấy cái này làm tới làm lui luôn á. Mình đợi sự kiện nó ra, sự kiện tích tiêu nó cũng không ra, mà nó chỉ mới tiêu mấy cái này nè. Tiêu mấy cái này nó ra hoài luôn, ra mãi mấy cái này luôn á. Không có gì mới chứ. Ông nhà mới sợ. Đây, giả là được 20, trời ơi, 20 anh em có đợi không anh em ơi. Ủa? Khi nạp đạt điều kiện đã kích hoạt phiếu nạp 60 nè. Đồng thời nó nhân 2, nhân 2 là 120. Mình nhìn lộn anh em ơi. Số 120 ngọc mình tưởng đâu là. Rồi để mình nạp thêm cái 10k nữa coi nó có thưởng theo cái móc 10k không anh em. Sẵn để đây mình làm luôn, mình quên nữa chứ. Mình lúc trước mình cũng đã tính như vậy nè. Để coi cái móc nạp 10k. Nếu mà dùng sử dụng cái móc nạp 10k là chắc không được quá à. Không nạp được cái đâu anh em ơi, nó chỉ sử dụng hàng lọt không à. Thôi lỡ rồi, 60 ngọc đúng không, để coi nó có thưởng gì nữa không. Rồi hết, không có anh em ơi, nó chỉ nạp cái mốc đầu tiên anh em, cái ngày đầu tiên, cái ngày trong cái ngày đầu tiên anh em nạp là anh em được thưởng, còn mấy cái nghe sau là không có. Đấy, mở cái này vô lấy cái thằng một cái kỹ năng mới nữa đi. Để coi kỹ năng là cái gì đây, để quýnh xong nó cái đi nè. Kiếm hồn thái gia. Vô đây lúc nào nó đánh mình cũng gần chết rồi chẳng. Nó đánh vô đây lúc nào nó đánh mình vừa đủ điểm đi qua là lúc nào nó đánh mình cũng gần chết rồi. Nhanh đi cô bé ô. Đấy mới mấy dù ấy da, sao kỳ vậy ta, chết rồi anh em ơi. Bút lên cái coi kỳ vậy. Sử dụng nó hồi máu lên coi con mày, chút xíu nữa tao chết rồi trời ơi. Hên quá anh em ơi.
lần nào cũng vậy chứ, để coi chịu sát thương bằng 2.300% công khi dùng kỹ năng thức tỉnh kiếm linh hồi 30.000 HP. Kêu bạo dùng một cái hồi máu liền, cường quá trang bị nè, mở lên. Mình lên bộ hai món bộ mười rồi nè, lên được nói chung là cái bộ mười này nè, cái bộ mười lên hai món nó tăng được khoảng 390k lực chiến ngàn qua tầm phá, nằm cái mức tầm phá anh em 100 triệu nè, là khi mình ăn lên hai cái món mười đầu tiên á. Đây hai món mười đầu tiên quần. Còn cái nàng này thì 33 nữa đúng không? Để coi 20 nữa. Còn nàng nào ta? Nàng này 98 nè. Ô 98. Ây da, cay dữ vậy ta. Phải mình mà có con lon của mình là mình để lên đây thêm 2 viên nữa rồi anh em ơi, cho nó đủ luôn anh em ơi. Tại vì mình cái hồng, cái trang bị hồng này thì có rồi, nói chung là nhiêu đây thì cũng đủ luôn rồi anh em ơi. Đó, thằng này đủ này thêm 20 viên nữa thôi, mình còn cái hộp, còn 40 hộp vàng này nè. 40 hộp vàng này nè. Đó, như vậy là nó sẽ lên được 2 món nữa là 4 món em. Nhưng mà clip này rồi lỡ anh em đợi mình tí anh em ơi. Rồi nói chung là mình không có anh em ơi, lon không có, lên xin Vương Phong. Vương Phong nó cho 9 viên. Rồi tiếp tục thì mình để mình xem coi anh em, để lên 4 bộ nó sẽ tăng bao nhiêu, sẵn đây mình làm luôn anh em ơi. Đấy cũng 495 anh em, cũng 495, chỉ tăng có HP thôi, hay tăng HP thôi. Còn cái 6 món này thì mới lên nè, nhưng mà ở đây thì nó căng cái mà nó sẽ nằm ở đây, yêu cầu rất là cao anh em, tại vì lên tới bộ 11 thì cũng khá là cao. Bây giờ nếu mà mình bỏ nè, bây giờ nếu mình bỏ hai cái món này ra mình thay bậc 10 mình vô mình lên cái này nè, mình lên cái này thì nó cũng không cao được chiến nè. Tại vì cái bậc 11 á, cái trang bị hồng 11 cũng tăng rất là nhiều lực chiến luôn á. Cho nên là nếu anh em mà không có đá bộ, anh em cứ xài trang bị bậc cao đi, mà phải có đá hồng nha. Rồi thì nói chung á là video của mình đến đây sẽ tạm dừng anh em. Thì sắp tới là nó sẽ có một cái sự kiện mới anh em ơi. Để coi bí cảnh thiên đạo. Bí cảnh thiên đạo này thì nó sẽ mở trùng với server mới nè. Nói chung là trùng với cái bí cảnh của mình. Rồi, sắp tới hoạt động rồi nghe nè. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.